Nghiệp thiếu chánh pháp còn chưa hết vậy, sau khi chết rồi, chuyển sanh vào thế giới phương pháp cùng với đồng loại này ở trong đại địa ngục, trải qua nhiều năm hoặc nhiều trăm năm hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm hoặc nhiều ức năm hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc nhiều ngàn ức vô số năm ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Vì người ấy bị trọng tội nên ở thế giới này, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác cho đến hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Hoặc ở thế giới khác, khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi, nghiệp thiếu chánh pháp của người ấy còn chưa hết, khi chết chuyển sanh vào thế giới phương khác, cùng với đồng loại này ở trong đại địa ngục trải qua nhiều năm hoặc nhiều trăm năm hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm hoặc nhiều ức năm hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm hoặc nhiều trăm ngàn ức năm hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong các đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Vì người ấy bị trọng tội nên ở thế giới khác, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác cho đến hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác ở phương Đông, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác ở phương Nam, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác ở phương Tây, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác ở phương Bắc, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác ở hướng Đông Bắc, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua khắp các thế giới khác ở hướng Đông Nam, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác ở hướng Tây Nam, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua khắp các thế giới khác ở hướng Tây Bắc, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua khắp các thế giới khác ở phương dưới, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Lần lượt như thế, trải qua các thế giới khác ở phương trên, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Hoặc các thế giới khác trong 10 phương kia, khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi, vì nghiệp thiếu chánh pháp của kẻ ấy chưa hết, nên sau khi chết sanh vào trong đại địa ngục ở thế gian này, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ độc hại kịch liệt. Hoặc ở thế giới này, khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp khởi, vì nghiệp thiếu chánh pháp của kẻ ấy còn chưa hết, nên sau khi chết lại sanh vào thế giới khác nữa, trải qua khắp các đại địa ngục trong 10 phương, chịu các đại khổ độc hại kịch liệt, cứ luân hồi như vậy trải qua vô số kiếp. Nghiệp của tội thiếu chánh pháp của người kia giảm dần, từ địa ngục thoát ra, đọa vào bàng sanh, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm thọ thân bàng sanh, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách vì tội chưa hết, nên ở thế gian này, từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi cho đến nay, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách. Hoặc ở thế giới này, khi tam tai hết, nghiệp lực thiếu chánh pháp của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, nên sau khi chết chuyển sanh thế giới phương khác, cùng với đồng loại trong loài bàng sanh này, trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm cho đến nhiều trăm ngàn ức vô số năm thọ thân bàng sanh, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách, vì tội chưa hết nên ở thế giới khác, từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khỏi đến nay, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách. Hoặc ở thế giới khác khi tam tai hết, nghiệp lực thiếu chánh pháp của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, cho nên sau khi chết, chuyển sanh vào thế giới phương khác, cùng với đồng loại trong loài bàng sanh này trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm cho đến nhiều trăm ngàn,
trong ức vô số năm thọ thân bảng sanh chịu đủ các khổ tàn hại bức bách. Vì tội chưa hết, nên ở thế giới khác, từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khởi đến nay, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách. Lần lượt như vậy, trải khắp các thế giới khác trong mười phương thọ thân bảng sanh, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách, hoặc ở thế giới khác trong mười phương kia khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của người kia chưa hết. Sau khi chết sanh lại vào trong loài bàng sanh ở thế giới này, từ nơi hiểm ác này đến nơi hiểm ác khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khỏi đến nay, chịu đủ các khổ tàn hại bức bách, hoặc ở thế giới này khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của người kia chưa hết, sau khi chết lại sanh vào thế giới khác nữa, trải qua khắp loài bàng sanh trong mười phương, chịu đủ các khổ xoay vần như vậy, trải qua vô số kiếp, nghiệp lực của tội thiếu chánh pháp của người kia mỏng dần, thoát khỏi loài bàng sanh, đọa vào loài quỷ. Trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, hoặc nhiều trăm ngàn năm, hoặc nhiều ức năm, hoặc nhiều trăm ức năm, hoặc nhiều ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức năm, hoặc nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong loài ngạ quỷ, chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát. Vì tội chưa hết nên ở thế giới này, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khỏi đến nay, chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát, hoặc ở thế giới khác, khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, nên sau khi chết chuyển sanh thế giới phương khác cùng với đồng loại trong loài ngạ quỷ này trải qua nhiều năm, hoặc nhiều trăm năm cho đến nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong loài ngạ quỷ chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát. Vì tội chưa hết nên ở thế giới này, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khỏi đến nay, chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát. Hoặc ở thế giới này, khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của kẻ ấy còn sót lại chưa hết, nên sau khi chết chuyển sanh thế giới phương khác, cùng với đồng loại trong loài ngạ quỷ này, trải qua nhiều năm hoặc nhiều trăm năm cho đến nhiều trăm ngàn ức vô số năm, ở trong loài ngạ quỷ chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát. Vì tội chưa hết, nên ở các thế giới khác, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khỏi đến nay, chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát. Hoặc ở thế giới khác, khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của người ấy còn sót lại chưa hết, nên sau khi chết, chuyển sanh vào thế giới phương khác, cùng với đồng loại trong loài ngạ quỷ này trải qua nhiều năm hoặc nhiều trăm năm, cho đến nhiều trăm ngàn ức vô số năm ở trong loài ngạ quỷ chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát. Vì tội chưa hết nên ở thế giới khác, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khỏi đến nay, chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát. Lần lượt như thế, trải qua khắp các thế giới khác trong mười phương, ở trong loài ngạ quỷ, chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát, hoặc ở các thế giới khác trong mười phương kia, khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của người ấy còn sót lại chưa hết, sau khi chết lại sanh vào trong loài ngạ quỷ. Ở thế giới này, từ chốn ngạ quỷ này đến chốn ngạ quỷ khác, cho đến khi hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp chưa khỏi đến nay, chịu đủ các khổ gầy ốm đói khát, hoặc ở thế giới này khi tam tai hoại, nghiệp lực thiếu chánh pháp của người kia còn sót lại chưa hết, sau khi chết lại sanh vào thế giới khác, trải khắp loài ngạ quỷ trong mười phương chịu đủ các khổ xoay vần như vậy, trải qua vô số kiếp, nghiệp thiếu chánh pháp còn sót lại của người kia sắp hết, tuy được làm người nhưng ở nơi hạ tiện, đó là sanh vào nhà người mù bẩm sinh, hoặc nhà chiên đà la, hoặc nhà khiêng thây người, hoặc nhà làm nem chả, hoặc nhà đánh cá, đi săn, hoặc nhà lao công, hoặc nhà làm trò vui, hoặc nhà tà kiến, hoặc nhà giữ các ác luật nghi, tạp nhạp, hoặc thọ thân người không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có đầu, không có chân, ung thư, ghẻ lở, phong cuồng, điên khùng, vai gù, lưng cong, lùn xấu, tay co, chân phèo, các căn khiếm khuyết, bần cùng, khốn khổ, bướng bỉnh, không biết gì, phàm làm việc gì đều bị người khinh chê, hoặc tại chỗ sanh ra, hoặc chẳng nghe danh hiệu Phật, danh hiệu Pháp, danh hiệu Tăng, danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Độc Giác, hoặc sanh vào thế giới tối tăm thường không có ngày đêm chẳng thấy ánh sáng, vì nghiệp thiếu chánh pháp của người kia đã tạo tác tăng trưởng quá thâm trọng, nên chịu đầy đủ các quả khổ như thế, chẳng được an vui.
Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn nghiệp thiếu chánh pháp mà người kia đã tạo tác tăng trưởng và chiêu cảm cùng với nghiệp ngũ vô gián, có thể nói là tương tự chăng? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, nghiệp thiếu chánh pháp của người kia rất là thô trọng, chẳng thể đem so sánh với nghiệp ngũ vô gián. Đó là người kia nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm chẳng tin phỉ báng chê bai, nói là pháp ấy chẳng phải do chư Như Lai ứng chánh đẳng giác diễn thuyết, chẳng phải pháp, chẳng phải luật, chẳng phải lời giáo huấn của đại sư, chúng ta đối với pháp ấy chẳng nên tu học. Người hủy báng chánh pháp ấy, tự hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng dạy vô lượng hữu tình hủy báng, tự làm hại mình cũng khiến người khác tự hại, tự uống thuốc độc cũng khiến người khác uống, tự làm mất quả an vui giải thoát sanh thiên cũng khiến người khác làm mất, tự gieo thân mình vào lửa địa ngục cũng khiến người khác gieo mình vào lửa địa ngục, tự chẳng tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm cũng dạy người khác khiến chẳng tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Tự hãm thân mình chìm trong biển khổ, cũng hãm người khác chìm trong biển khổ. Này Xá Lợi Tử, ta đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm ấy, còn chẳng khiến người hủy báng chánh pháp kia nghe được danh tự. Cũng là vì họ mà nói, này Xá Lợi Tử, đối với người hủy báng chánh pháp kia, ta còn chẳng cho các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân trụ Bồ Tát thừa nghe tên của họ. Cũng là cho mắt thấy và cho ở chung. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì các người hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm nên biết họ là những kẻ phá hoại chánh pháp, đọa vào loài đen tối như loài ốc trâu, tự làm ô uế và làm ô uế kẻ khác như đống rác thối. Nếu có người tin dùng lời nói của kẻ phá hoại chánh pháp cũng phải chịu các đại khổ như đã nói ở trước. Này Xá Lợi Tử, các người phá hoại Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm nên biết hạ người ấy là địa ngục bàng xanh ngạ quỷ, vì vậy nên người trí chẳng nên hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà chỉ nói kẻ phá hoại chánh pháp ấy đọa vào đại địa ngục bàng xanh quỷ thú chịu khổ lâu dài mà chẳng nói đến thân hình tướng mạo của họ? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, thôi thôi, chẳng nên nói hình dáng và đường ác mà kẻ phá hoại chánh pháp phải chịu trong tương lai. Vì sao? Vì nếu ta nói đầy đủ hình dáng và đường ác mà kẻ phá hoại chánh pháp phải chịu trong tương lai, thì kẻ ấy nghe rồi kinh sợ sẽ bị thổ huyết đến nỗi phải chết hoặc gần chết, tâm mịt mù, lo lắng như chúng tên độc, thân khô héo dần như mầm bị cắt. Sợ người kia nghe nói hủy báng chánh pháp phải chịu thân rất khổ đau xấu xí mà như thế, tự chuốc lấy sự kinh hoàng làm mất thân mạng. Ta thương xót họ nên chẳng nói cho người nghe về thân hình dung mạo của kẻ phá chánh pháp. Xá Lợi Tử bạch, cúi xin Thế Tôn nói hình dáng và đường ác mà kẻ phá hoại chánh pháp phải chịu trong tương lai, để răn dạy đời sau biết phá hoại chánh pháp sẽ bị đại khổ báo, để họ chẳng tạo tội ấy. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, những điều ta đã nói ở trước đủ làm lời khuyên rõ ràng, nghĩa là các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ở đời vị lai nghe những điều ta đã nói về nghiệp phá chánh pháp, kẻ tạo tác làm tăng trưởng đến cùng thì đọa vào đại địa ngục bàng xanh quỷ giới chịu khổ lâu dài, đủ tự cẩn thận giữ gìn chẳng hủy chánh pháp. Khi ấy Xá Lợi Tử liền bạch Phật, dạ bạch Thế Tôn, dạ bạch thiện thệ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ở vị lai có lòng tin thanh tịnh nghe Phật trước đã nói nghiệp phá chánh pháp chiêu cảm khổ lâu dài, đủ làm lời răn dạy rõ ràng, thì thả bỏ thân mạng, quyết chẳng hủy báng chánh pháp, ta khỏi phải chịu khổ ấy trong đời vị lai. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có người nghe rõ việc mà thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đã nghe Phật nói về kẻ hủy báng chánh pháp, ở đời vị lai sẽ chịu đại khổ lâu dài, nên khéo giữ gìn nghiệp thân ngữ ý đối với chánh pháp chớ phỉ báng hủy hoại, mà bị đọa vào ba đường ác chịu khổ lâu dài. Ở trong thời gian lâu xa, chẳng thấy chư Phật, chẳng nghe chánh pháp, chẳng gặp chúng tăng, chẳng được sanh vào quốc độ có Phật. Tuy sanh vào loài người nhưng bần cùng hạ tiện, xấu xí, ngu dại, thân thể chẳng đủ, những điều nói ra chẳng ai tin theo. Cụ thọ thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn, sự tạo tác tăng trưởng, chiêu cảm nghiệp thiếu chánh pháp, đâu chẳng do tập ác ngữ nghiệp,
Phật dạy, thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Vì thật do thói quen mơ mờ của nghiệp ác ngữ nên tạo tác, tăng trưởng chiêu cảm nghiệp thiếu chánh pháp, trong chánh pháp luật tạng ta sẽ có những người xuất gia ngu si. Tuy họ tôn xưng ta là đại sư, nhưng đối với bát nhã ba la mật đa thẩm thâm mà ta đã nói thì phỉ báng hủy hoại. Này thiện hiện, nên biết nếu có người hủy báng bát nhã ba la mật đa thẩm thâm, tức là hủy báng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Nếu có người hủy báng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, tức là hủy báng trí nhất thiết tướng của chư Phật trong quá khứ vị lai hiện tại. Nếu có người hủy báng trí nhất thiết tướng, tức là hủy báng Phật. Nếu hủy báng Phật, tức là hủy báng Pháp. Nếu hủy báng Pháp, tức là hủy báng Tăng. Nếu hủy báng Tăng, thì sẽ hủy báng chánh kiến thế gian. Nếu hủy báng chánh kiến thế gian, thì sẽ hủy báng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng sẽ hủy báng pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng sẽ hủy báng chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, bất biến dị tánh,